Dạ bỏ xuống, ok. Rồi. Rồi, được rồi. Đây, đây. Đây, đây. Ôm này đứa con. Chị. Chị, ơi dồi. Chạy chậm hơi có té đó. Cứ dừng xe nghe. Phải chạy sát. Sát lề đường, sát trên lề này thôi. Đó, cái xe đó. Phải sát lề thôi. Mừng. Ngưng lại, đó, đó, trời ơi, thấy không? Phải ngưng lại, người ta chạy nhanh lắm á. Lúc nào cũng phải bố ôm sát tường nhá. Trời ơi, là tao đứng tìm luôn, bè lại. Ê, bè lại, chạy qua kia, bà lấy menu được không? Chạy qua này nè. Chạy qua nhà hàng này, bà lấy menu. Menu là gì? Menu là cái thực đơn á. Thực đơn là gì? Thực đơn là cái để mình order cho con ăn đó. À, tôi đâu cần đâu. Ngày mai 21 order. Thôi đi, chạy về. Không cần. Bây giờ chạy khỏe quá, ông ngoại ơi. Ngoại ơi, bây giờ chạy khỏe quá. Thở không học được kìa. Đó, hao ok. Để sát vào đây mà tìm mọi người. Đúng không? Ta mệt quá rồi. Ta sắp xỉu rồi. Mình là không sao hết ta. Mình là giải sức thì đứng ra ngoài. Ngưng. Trời ơi, dạ. Rồi làm sao? Ngưng mà. Đúng là phải đứng im. Ngưng phải đứng im. Đó nè. Rồi sao? Rồi chạy tiếp. Chạy tiếp? Oh my god. Oh my god. Nhảy qua cái đó hả? Chỗ này chỗ thắng nè. Chỗ thắng hả? Ừ. Hình như mình có bàn nhau không? Đâu. Bàn nhau cái nào? Ừ. Không có cái ngoài đợi. Ngoài lại hả? Ừ. Mệt thiệt. Ồ Bella, hôm nay mặt trời có nhiều mây đẹp. Mây này không phải mây chemtrail mà mây đẹp. Phun lên, ok. Mây này khá đẹp. Ồ, xe đang tới kìa. Xe nó đang tới rồi. Kỳ sao Bella, hôm nay thấy cái xe đó chạy nhanh không? Kỳ sao con chạy bám sát tường nha. Nhớ nha. Có nghe lời của nó thôi. Thôi, béo nào chạy lòi ra ngoài là nó tông mình rồi. Thấy không? Cho nên kỳ xe chạy xe bám tự sát tường thì nó không có tông được. Phóng qua, hay quá. Hai cho con mình chạy cực nhọc quá ha. Ta thấy cái này là một cái sự cực nhọc của môn thể thao chạy đua ha. Ừ. Thầy đưa này hơi cực nha. Có gì bên trong? Cá. Cá hả? Rồi, dọc nó ra rồi. Ủa, chẳng còn nè. À, cái đó nó dính vô đó hả? Cái gì vậy? Ba vùi đúng cái chỗ này. Ba vùi cát mà. Nhưng mà chỉ có thể làm như vậy thôi. À, vậy hả? Chứ không phải là chạy chút cái này. Em thấy được. Cái hột cát nhột hả? Ừ. Cái chỗ đó đâu có cát. Ủa còn hả? Còn hả? Chừng con còn dạy miếng cát nè. Thôi cát nhỏ vậy không làm gì được hết á. Có sao xong không? Thì cái xe đó ông ghé lại là tông mình nha. Con đang đậu đó ông có thể ghé lại bất thình lình á. Mà con nhỏ không thấy được nha. Té không cân bằng hả? Đứng cân bằng hả? Cân bằng. À, té xuống cá sấu cắn rồi. Đâu có đâu. Cá sấu nó cắn á. Không. Người cá mập nó cắn á. Sao con khán giả này con chạy không
Con càng ngày con càng ngày té, chắc là do con phải rủ ở chứ con bự hơn. Con kìa. Này. Ba chút cho con. Em, ông nhà hàng cũng đứng ông ngóc mò ông ra ông nhìn kìa. Cũng chờ khách kìa, mình cũng đứng ra đây. Chắc là tại tụi nó sợ trời mưa chắc. Trời mưa nó là, lấy chai nước ra tưới cây đi kìa. Từ sáng là chưa thấy thấy nước kìa. Có nước rồi. Có nước rồi kìa. Thấy nước ba để đó, tưới cây đi. Ừ. Thôi phá màn nhà đi thằng này vừa ghê quá ha. Cái chỗ cũ á ta quên đi quá. Bây giờ chán à. Con ra con hiện vua kìa. Cái chỗ cũ á nhìn vua. Cái chỗ cũ á chồng. Con nhận là vượng nhất trên đời, chắc là con nhận chúa. Nè.